Thường thì mọi người sẽ làm gì để thư giãn những lúc căng thẳng hay mệt mỏi nào? Riêng Bắc thì những lúc cần xả stress thì Bắc sẽ đến một nơi rất là đặc biệt. Và đây, đó chính là nơi này, lớp học làm gốm của thầy Camel. Đây là một nơi rất quen thuộc đối với mình, và cái bàn làm gốm này là cái bàn mà mình thường ngồi để làm ra những cái tác phẩm giống như ở ngoài kia. Và bây giờ các bạn hãy cùng theo dõi mình làm những tác phẩm đấy nó sẽ ra như thế nào nhé. Đây là cục đất 400 gram, mình sẽ đập thật đều tay để tạo thành một khối hình cầu đồng nhất giống như thế này. Mình sẽ dùng tay và đập nó xuống vào hình tròn dưới này. Nếu như mà nó không vào giữa thì mình cũng sẽ không nhấc lên mà dùng tay để đẩy nó vào giữa. Bây giờ thì mình sẽ dùng tay để đập tạo lên một cái mặt phẳng ở trên hình cầu. Ok, nó cũng đã thẳng rồi đấy. Tiếp theo thì mình sẽ dùng ngón tay cái của mình để vào giữa, và bốn ngón tay mình để bên ngoài và sẽ tạo một cái lỗ ở giữa hình cầu. Ok, sau đó thì mình sẽ mở rộng cái lỗ ra. Đây là cái hộ keo, và bây giờ mình sẽ quét keo lên cái miệng. Là mình đã hoàn thành xong một cái nửa chậu, và khi mà mọi người làm xong ấy thì mình sẽ để cho nó khô tự nhiên, nó sẽ đẹp hơn. Khi mà cái màu nó lên nó sẽ đẹp hơn, và phải chắc chắn là phải để cho nó khô đất thì mình mới có thể mang đi nung được. Bên cạnh với niềm đam mê yêu thích làm gốm, mỗi khi mà mình rảnh ấy thì mình là một người có tâm hồn rất là ăn uống. Mọi người sẽ thắc mắc là tại sao mình tập gym mà mình lại đi ăn vặt nhiều những món ăn như thế, thì không phải là mình ăn vặt nhiều như thế đâu, mà chỉ là thỉnh thoảng ấy mình sẽ cho phép bản thân mình ăn một lần cho nó bớt thèm ấy, cho nó sung sướng thêm một tí. Bây giờ thì mình sẽ đi. Ok, cô bán hồi đó lúc 19 ở dưới quê á. Rồi cô cũng nấu 6-7 thứ chè. Sau này cô thấy gì cô mới lên thành phố đó. Rồi thành ra cô bán bên cái cấp mắt bên đó, thì ra ngoài ngay chân góc siêu thị bên đó. Rồi cô cũng mới mướn mặt bằng để cô bán thêm các loại chè là đủ thứ. Ở đây thì mình mở cửa lúc mấy giờ cô? 11 giờ là cô mở cửa, là khách bắt đầu tới rồi đó. Khoảng thời gian mà khách tới đông nhất thì là khoảng bao nhiêu? Nếu mà không nhất thì cỡ 8 giờ là tới 11 giờ mới hết khách. Nó ngay bán cũng khách hàng ăn, người ta cũng đem về, ta mua lần ra chục phần, mười mấy phần. Nó là lại rẻ mà lại vừa béo đậm đà, không có làm quá chất. Đường là cô đồ làm đường phèn, mà cái dạng mình làm theo đây ăn vừa miệng rồi, không có làm ngọt quá. Bây giờ thì mình sẽ thưởng thức cái món chè này xem nó như thế nào. Trước khi ăn thì phải trộn cho nó đều lên, cho đường và nước cốt dừa. Ok, sẽ thử nhá. Lần đầu tiên ăn luôn. Nước cốt dừa và hạt sen thì rất là mềm, và nước cốt dừa thì lại béo. Cái nó béo mà nó ngọt, cái vị ngọt rất là thanh, mà nó không có bị ngọt quá ấy. Thực sự thì mình rất là thích cái vị ngọt như này, tại vì mình không thích ăn ngọt lắm. Với cả táo ấy thì ăn mọi người sẽ hơi cảm nhận được cái gì đó gọi là vị thuốc bắc một tí, nó rất là thơm luôn. Còn cả này nữa, cái này là như là khoai môn ấy.
rất là ngon. Và một ly chè như thế này ấy, thì chỉ có giá là khoảng 20.000 đồng thôi. Chắc chắn là mọi người sẽ hài lòng và chắc chắn sẽ mua thêm về cho người thân ăn nữa. Ok, bây giờ thì mình sẽ ăn hết cái ly chè này đã, rồi tính tiếp nhé. Chào tất cả mọi người, hiện tại thì mình đang có mặt tại đường Phạm Phú Thứ, quận 6. Lúc nãy thì đã ăn rất nhiều chè rồi nhưng mà mình vẫn quyết định đến đây để tìm hiểu một món xôi rất là lạ. Đó chính là xôi xá báu. Cô cho con hỏi là xôi xá báu là xôi gì mà cháu thật sự lần đầu tiên trong đời cháu nghe đấy. Xôi là xôi mặn với tôm khô, tỏi mặn. Tỏi mặn là cái này là xôi là... Cái này là xôi tôm khô. Dạ. Cái này là xôi xá báu là xôi cải mặn. Đây là viên khoai lang chiên, khoai lang chiên giòn. Khoai lang chiên mà vo tròn vậy hả? Dạ. Hộp thì 18 ngàn. À dạ. Một phần 18 ngàn. Đây là xôi xá báu. Rất là lạ đúng không? Mùi thì cũng quen thuộc đấy, tại vì nó có lạc, có vừng đấy. Cái xôi này ấy, nó rất là vừa luôn. Nó hơi lạt một tí, ăn rất là ngon. Bên trong của nó vẫn rất là mềm, rất là dẻo, và bên ngoài thì giòn.